Tao biết mày sẽ không bao giờ bỏ tao. Tao không phải đến đây vì mày. Mày để chấm dứt chuyện này. Chừng nào tao nhìn thấy cái xác của hai anh em thằng Hùng thì vụ này kết thúc. Tụi bay nghe đây, tao có chuyện này muốn nói ra cho tụi bay suy nghĩ. Đây là chuyện tình cảm cá nhân của người ta, không mắc mớ tới ai hết. Bây giờ thằng nào muốn sống thì đi về với tao. Nếu thằng nào cướp đi cái gì mà mày quý nhất, tao thề sẽ xử nó cho mày. Cái quý nhất của tao á là danh dự. Nếu tao để cho thằng Hùng á nó leo lên đầu của tao ngồi thì người ta coi tụi bay ra cái gì? Thằng Cừ, mày đi về với tao. Khi tụi này cần, anh Đàn ở đâu? Mình không thể tiếp tục đánh nhau nữa. Nếu không có anh thì thằng Tài Nhớt nó đã buôn bán ma túy ở Chợ Lớn từ lâu lắm rồi. Tiền nhiều lắm anh à, nó không có bỏ qua cơ hội này đâu. Có nhiều lúc con người cần phải tranh đấu để có được sự bình an anh à. Em tính đi đâu đó? Tại sao em lại bỏ chạy? Em... Chuyện gì vậy anh hai? Tao cũng đang muốn biết đây. Em thấy mấy anh khiêng xác anh Nghĩa về, trên người ai cũng đầy máu. Đó là lỗi của em. Em đừng nghĩ vậy. Anh biết em nói đúng mà. Em mà còn ở lại đây, tụi anh sẽ còn đánh nhau nữa. Sẽ không có gì đâu. Và em cũng không cần phải đi đâu hết. Thôi, đừng có làm bộ nữa. Nó nói láo. Em nói láo với anh làm gì? Có phải Tài Nhớt sai mày vụ thằng Lâm không? Anh bị điên hả? Nói đi, đúng không? Có đúng như vậy không? Bây giờ anh có bỏ Hương ra hay là không? Tao hỏi một lần cuối cùng. Tài Nhớt kêu em làm bạn với anh. Em đang nói gì vậy? Lúc anh Tài bắt em rủ anh bỏ trốn, em chẳng hiểu gì cả. Đến khi em nhận ra âm mưu của anh thì mọi thứ đã quá muộn rồi. Em đã tính nói với anh, nhưng em làm không được. Em chỉ còn cách trốn đi. Từ đầu tới giờ là em gạt anh. Mới đầu là như vậy, nhưng em thật lòng yêu anh lúc nào em cũng không biết. Nếu tao gặp nó một lần nữa, mày phải trách tao. Biến đi. Em xin lỗi anh. Tụi nó có biến đi.
Để tao. Mày còn đánh được nữa không? Em có bị thương hay không? Mình cũng không thể đánh thắng. Trừ khi có Phong Bụi. Anh cho Cưng gọi cho anh chưa? Tụi nó đổ tội hết cho em. Em ở lại thằng Hùng để giết em chết. Bi ơi, tao có món quà này cho mày. Mày chơi trò đắp bột bao giờ chưa? Đắp thật nhiều cái thứ này vô đầu thằng nhỏ. Mấy cô em trắng muốt bò lên ngợn dưới chân mày, sướng lắm. Mày đánh thắng tụi nó về đi, tao cho mày chơi cái trò đó. Mày đến đây để nộp mạng hả nhóc? Mày muốn gặp thằng Tài Nhớt. Mày muốn nói chuyện mượt dao hả? Tao không phải tới để nói chuyện với mày. Kêu thằng Tài Nhớt ra đây! Quang! Vậy mày tới đây để làm gì? Tới để chơi tay đôi với mày. Để em đánh chết mày anh. Chưa đến lượt mày. Chấp mày luôn đó cóc con à. Come on!